kia vì sao đang lấp lánh xa xuống mùa. Sao bài đó đâu phải hát như vậy đâu. Vậy còn cái này, quằn quại kêu la hét giữa đêm, hơi mau tươi chạy thêm đi nào. Bà hát này, coi nào, hồi nhỏ bà đã hát cho con. Nay bông mà nhai cho xương mềm, không lông chi chết trong êm đêm. Thương quá. Kể từ khi Johnny và Mavis sinh ra cục cưng bé nhỏ, tôi đã trở thành ngoại ma hạnh phúc nhất thế giới. Có chắc thằng nhỏ là ma cà rồng không? Nói chính xác là phải tới 5 tuổi thì cái răng nanh nó mới mọc ra được. Ồ, nó sẽ sớm mọc răng nanh. Nó giống tôi mà. Nhìn nó đi. Bla bla bla. Ngoại không nói. Bla bla bla. Tụi con đang nói về việc chuyển đi nơi nào đó an toàn hơn cho Dennis. Vậy thì ba sẽ cô đơn lắm. Ba đừng làm cái mặt dơi đó với con. Một bộ phim hoạt hình của Sony. Được rồi. Chúng ta phải dạy cho thằng bé cách trở thành quái vật. Wow. Nếu răng của thằng bé chịu mọc ra, Mavis sẽ không đi. Lớp đi, ông ở ngoài đó hổn chứ. Khỏe re, lớp đi mà. Được rồi, Mori, cho nó thấy đáng sợ là sao đi. Thiệt hả? Mùa thu này. Tốt quá, xin chào con yêu. Con yêu California, 48 mùi vị. Chỗ này mở cửa suốt đêm, phải không? Phải. Con bé càng muốn chuyển đi hơn. Mình phải chữa cho thằng bé ngay. Tương lai thế giới của họ, chúng ta làm gì đây? Nhìn dễ quá à. Cưng quá à. Đang lung lay, biết ai có thể chữa cho nó không? Lát đó. Chào ba. Tất cả đã sẵn sàng hết chưa? Các cậu, chúng ta không còn thời gian nữa. Khách sạn huyền bí 2. Tôi xin lỗi Floppy, lẽ ra bọn tôi định gọi ông sớm hơn. Được rồi, mọi người, kế hoạch B. Tôi luôn. Tôi nhảy lên nha. Đi thôi. Dở nghe thiệt vậy trời. Khởi chiếu 25 tháng 9 2015 với định dạng 2D và 3D.